đẩy lên tới đây đúng không? Mà mình đang đứng ở mid ba thằng, thì mình sẽ một thằng sẽ chạy đường này, một thằng sẽ chạy đường này, một thằng sẽ chạy đường này, bắt nó, bắt nó từ đây đến đây là nó sẽ chết. Ở từ nhà nó trường. AD này, tao mang AD này, thằng AD này. À, không chết à. Tiền về lát hay lát hết rồi. Ơi cầm cúp không được, mới cầm hôm qua mới Facebook luôn.
lợi hại, quá lợi hại. Okay. Wow.